Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi từ 8 đến 10 tháng 8, giải Taekwondo trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ 9 năm 2022 đã bế mạc. Giải quy tụ trên 200 vận động viên của 10 đơn vị đến từ các huyện, thị xã, thành phố và 2 doanh nghiệp. Các vận động viên tranh tài 24 bộ huy chương với các nội dung gồm quyền sáng tạo, quyền tiêu chuẩn, đối kháng cá nhân nam, đối kháng cá nhân nữ, đối kháng đồng đội nam, đối kháng đồng đội nữ và đối kháng nam nữ ở các hạng cân. Kết quả, đơn vị huyện Tánh Linh dẫn đầu với 16 vàng, 1 bạc, 2 đồng. Thứ hai, đơn vị huyện Hàm Tân. Thứ ba, đơn vị huyện Tuy Phong. Như vậy, tính đến nay, huyện Tánh Linh đã giành 31 huy chương, gồm 22 vàng, 5 bạc, 4 đồng và xếp thứ nhất toàn đoàn qua 11 môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ 9.